Trong hành trình đồng hành cùng các gia đình hiếm muộn, giúp cho hàng ngàn em bé khỏe mạnh chào đời, Trung tâm IVF Hà Nội hiểu rằng mỗi bé yêu đến với cuộc đời này không chỉ là niềm hạnh phúc vô bờ bến của cha mẹ, đó còn là niềm vui của người thân, họ hàng và đặc biệt là ông bà hai bên vẫn luôn chờ mong. Như câu chuyện của vợ chồng anh Thảo, chị Vân, ngược xuôi khắp nơi tìm con, được ông bà ngoại hết lòng hỗ trợ. Khi bé Gấu ra đời, ông bà lại không ngại ngần chăm sóc để anh chị yên tâm với công việc. Vợ chồng tôi là ông bà ngoại. Mình kiểu xem cái trên báo mạng thì thấy thông tin như thế, thì lúc cho gia đình thì lại có một đứa, mỗi mình cháu thì lại mong mỏi như thế. Nhưng mà nó đi khám bệnh thì về nó bảo là nó có bệnh tắc, nó có quả trứng. Vợ thì nó không sinh thương được, bây giờ còn khi là mình bảo thì mình biết, bạn mình cố gắng còn lại. Làm một thấy thông tin ở bệnh viện này hay lắm. Mình cứ đọc báo mình thấy thế thôi, mình bảo vừa nghe xem thông tin trên bệnh viện hay lắm. Nghĩa là anh xem TV thấy tin tức đấy, là thấy là bạn còn này, là còn bạn còn thì mình lại chính là mình đăng ký trước, đăng ký cho con xong lo cho thứ gì còn mà bệnh viện gọi sao còn. Nói chung là thật sao mà nói thì các cháu thì nó hai con nó cũng cưới nhau sau. Mình thì mình biết là vì mình có con gái, mình biết là con gái các cháu không thể có con được, thì đã bị khám ở viện sản mấy chỗ rồi, biết được thuốc nam thuốc tây các kiểu thì có. Là xong bà con mà đi về điện xuống cho nó thì trông nó cũng bảo là nó ngại, nó bảo là chúng con được cưới xong không có kinh phí thôi, cứ đi làm đi bố hứa hết bao nhiêu bố chịu trả cấp ông bà ngoại trả cấp lo cho con thì làm băng lại cho mẹ. Thế là nói sau đó tư tưởng của mình nhất trí đấy, chứ thực tế ra lúc đầu là nó cũng là ăn để loại kinh tế thôi, khó khăn thôi. Thôi cứ ấy đi bố mẹ trên này cũng đã có làm cho. Nói chung là cũng phải động viên anh em nó đấy. Tại vì em nó cũng các em cũng mới công việc cưới xin xong đấy, thì nói chung là các em nó cũng điều kiện nó cũng hơi khó khăn đấy, nhưng mà cô chú phải động viên em. Đầu tiên thì nó cũng chối đấy. Nó cũng từ chối đấy, nó bảo là thôi bố mẹ cứ để cho vợ chồng con 1-2 năm nữa. Đấy, nhưng mà cô chú bảo thôi, bây giờ đằng nào mình cũng phải làm cái việc như thế. Khi mình đấy được mà nó báo là con được rồi thì là mình điện xuống cho con rể mà thôi, không làm một cái gì thì có tất nó phải chuyển hết đồ đạc về trên này, mình phải lo cho bên này và như là giữ để cho nó thành công. Có bao nhiêu cái để dưới tóc con nó lên kinh tế nó không ổn thì chạy đi chạy lại thì lại thất bại mất. Nên nó bảo vâng thì cái phần con này con bên trên này có thể trở nên khi sinh. Hôm sinh thì tôi cũng trực tiếp xuống tận bệnh viện thấy cháu có những mổ bắt đầu và như thế là đến bác sĩ các người ta đấy chính tay tôi đó cháu không kịp tôi đó cháu không kịp bởi vì nó xa lại đúng chung ngày sinh nhật của ông ngoại đó. Đúng ông ý luôn rất là vô hình vô tình và lại là đúng ngày sinh nhật thay đổi nhiều vì là cái thứ nhất là cái tư tưởng của vợ chồng tôi nó rất là thoải mái, rất thoải mái, rất là sướng lắm. Bởi vì con cháu đi về nhà cái có đứa cháu ôm mặt nghe nó sướng lắm. Thật ra thì bản thân tôi thì từ đầu tiên tôi xem là tôi đã báo là tôi nói là tôi đăng ký trước, cho nên là xong mới cho con. Nhưng mà đúng là vì thật sự là đến bây giờ tôi thấy là nếu như những thật sự là các con ở trường hợp hiếm muộn mà đã có thì nó về cái bệnh viện như vậy thì mình lại thiệt quá tuyệt vời cho những con sinh ra. Thật sự trong lòng tôi rất là được đến bây giờ tôi cảm thấy cực kỳ là gọi là cảm ơn cái bệnh viện và giúp đỡ cả cháu mình nhẹ này không biết nói gì. Tuổi già khi mỗi bước chân trở nên chậm rãi hơn và những nếp nhăn in hẳn trên khuôn mặt là lúc ông bà mong ngóng niềm vui của sự sum vầy. Con cháu không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn động viên tinh thần giúp ông bà cảm thấy cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều đáng quý. Trung tâm IVF Hà Nội xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ông bà. Nhờ có ông bà động viên và hỗ trợ mà vợ chồng anh Thảo, chị Vân mới có thêm niềm tin và động lực để đến với Trung tâm IVF Hà Nội và thành công đón được em bé Gấu kháu khỉnh đáng yêu như thế này. Chúc ông bà luôn mạnh khỏe để được dõi theo hành trình lớn khôn của bé Gấu, Huy Vũ. IVF Hà Nội cũng xin chúc tất cả các ông bà đang mong cháu sớm đến ngày hạnh phúc có cháu yêu bế bồng.